Tỷ phú Elon Musk cho rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ sớm kết thúc và thời gian đang trôi nhanh đối với những kẻ tìm cách hưởng lợi từ cuộc xung đột này. Musk đang chiến ích vào cuối ngày. Tuy nhiên, ông Musk không xác nhận hoặc phủ nhận báo cáo về vai trò của mình trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky. Bài đăng của ông Musk là để đáp lại tuyên bố của nhà bình luận X nổi tiếng Mario Nafa và kế hoạch của ông Trump dành cho Ukraine. Theo Nafa, ông Trump được cho là đang lên kế hoạch thiết lập một khu phi quân sự dài 800 dặm giữa Nga và Ukraine với quân đội Anh và châu Âu tuần tra khu vực này. Theo đề xuất, Nga sẽ giữ lại các lợi ích về lãnh thổ của mình và Ukraine sẽ đồng ý không gia nhập NATO trong 20 năm. Trước đó, tờ Wall Street Journal đã cáo buộc ông Musk có giao tiếp bí mật với Điện Kremlin điều mà cả ông và Nga đều phủ nhận là tin giả. Tojauner cho biết trong một nhiều ý tưởng được đề xuất trong nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump liên quan đến việc Kiev hứa sẽ không gia nhập NATO trong 20 năm để đổi lấy việc Mỹ tiếp tục bơm đầy vũ khí cho Ukraine. Theo kế hoạch được tiết lộ, tiền tuyến sẽ bị đóng băng tại chỗ và cả hai bên sẽ đồng ý về một khu phi quân sự rộng 1.290 km. Một lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ được triển khai đến khu phi quân sự này nhưng sẽ không có sự tham gia của người Mỹ hoặc lính mũ nồi xanh của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi có thể đào tạo và hỗ trợ khác, nhưng nòng súng sẽ là của châu Âu. Chúng tôi sẽ không gửi những người đàn ông và phụ nữ Mỹ đến để duy trì hòa bình ở Ukraine. Và chúng tôi không trả tiền cho việc đó. Hãy để người Ba Lan, Đức, Anh và Pháp làm điều đó. Một thành viên trong nhóm của ông Trump được cho là đã nói với Wall Street Một số phần của đề xuất được đồn đoán này nghe có vẻ khá giống với những gì mà người bạn đồng hành của ông Trump là phó tổng thống đắc cử J.D. Vance đã đề xuất trong một postcard vào giữa tháng 9. Tuy nhiên, tờ Journal đã trích dẫn một lời cựu trợ lý Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump rằng bất kỳ ai tuyên bố có cái nhìn chi tiết hơn về kế hoạch của ông ấy đối với Ukraine thì đơn giản là không biết mình đang nói gì. Chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2024 sẽ đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, một sự trở lại có khả năng gây ra tác động to lớn với nền kinh tế toàn cầu. Phát biểu trước những người ủng hộ tại Florida ngày 6 tháng 11, ông Trump cho biết ông sẽ mở ra thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ. Những lời cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông Trump bao gồm mạnh tay áp thuế, bãi bỏ một số quy định và thúc đẩy các thỏa thuận toàn cầu quan trọng. Sau năm trước, ông Trump thường tự xưng là người đàn ông thuế quan. Trong nỗ lực tăng doanh thu, vị Tổng thống này đã đề xuất áp dụng mức thuế suất chung là 20% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Trong khi đó, ông sẽ đề xuất mức thuế lên tới 60% đối với các sản phẩm của Trung Quốc và mức thuế lên tới 2.000% đối với các loại xe được sản xuất tại Mexico. Với Liên minh châu EU, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố khối 27 quốc gia này sẽ phải trả giá đắt vì không mua đủ hàng hóa xuất khẩu của Mỹ. Về vấn đề thuế quan, ông Lizzie gabret nhà kinh tế chính trị tại công ty quản lý tài sản abadn nhận thấy trong bất kỳ tình huống nào khi tổng thống tương lai của nước mỹ sử dụng thuế quan thường xuyên thì trọng tâm chính sẽ nhắm vào trung quốc các nhà phân tích cảnh báo kế hoạch áp dụng thuế toàn cầu từ mỹ cũng có thể khiến người tiêu dùng phải mua hàng hóa với giá cao hơn và làm chậm chi tiêu về tăng trưởng kinh tế toàn cầu ông ben may giám đốc nghiên cứu vĩ mô toàn cầu tại oxford economics cho biết khi người đàn ông thuế quan trở lại nhà trắng, tác động với tăng trưởng có thể sẽ bị hạn chế trong tương lai gần, nhưng những tác động lớn đối với thương mại và cơ cấu tăng trưởng cũng như đối với thị trường tài chính là không thể tránh khỏi. Còn với châu Âu, viễn cảnh về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump từ lâu đã được coi là tiêu cực. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Citigroup Global Advisor nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề với khu vực trên vẫn chưa được đánh giá đúng mức. Với châu Á, chiến thắng của ông Trump cũng không phải tin tốt, đặc biệt là với Trung Quốc. Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Macquarie Group cho hay, nhưng khu vực này đã chuẩn bị tốt hơn so với năm 2016 khi người đàn ông thuế quan mới chuyển đến Nhà Trắng. Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Macquarie Group viết trong một nghiên cứu rằng, nguyên tắc chính trong chiến dịch của ông Trump là tăng thuế quan, mặc dù được dự báo rõ ràng, nhưng những cơn gió ngược có khả năng quét qua châu Á, đặc biệt là Trung Quốc sẽ làm tăng sự biến động. Theo quan điểm của ngân hàng đầu tư trên, để cân bằng, Trung Quốc đã tăng tốc đưa ra các biện pháp kích thích. Chính phủ Trung Quốc đã vạch ra tham vọng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức 5% và giải quyết những khó khăn của thị trường bất động sản để hỗ trợ niềm tin của người tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, ngân hàng UBS dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm thêm 2,5% trong vòng 12 tháng sau khi áp dụng mức thuê mới của ông chủ Nhà Trắng. Tuy nhiên, mức giảm sẽ chỉ còn 1,5% nếu Bắc Kinh trả đũa. Dù vậy, ông Tong Zhao, nhà nghiên cứu cấp cao tại Tổ chức Tư vấn Carnegie Endowment for Information Peace cho rằng ông Trump thắng cử cũng không hoàn toàn bất ngờ với Trung Quốc. Ông nói, đất nước của Chủ tịch Tập Cận Bình có thể phản ứng bằng cách đẩy nhanh việc tự chủ kinh tế và công nghệ, đồng thời tăng cường quan hệ kinh tế với các nước như Nga. Tiến sĩ khoa học chính trị Andrei Eschenko, nhà nghiên cứu Mỹ hàng đầu và là phó giám đốc Viện Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, đã đưa ra những nhận định về quan hệ Nga-Mỹ trong tương lai sau khi Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ lộ diện là ông Donald Trump. Ông Trump được cho là có quan điểm cứng rắn với Ukraine và có phần mềm mỏng hơn với Nga so với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Nhìn về tổng thể, chuyên gia Epsinko chỉ ra rằng quan hệ Nga-Mỹ đang ở tình trạng khủng hoảng sâu nhất kể từ khi chiến tranh lạnh. Có thể nói quan hệ này đã ở mức gần chạm đáy và chỉ còn thiếu bước cắt đứt quan hệ ngoại giao mà thôi. Một khả năng mà ông Epsinko gọi là khó nhưng không loại trừ. Theo tiến sĩ Epsinko, Nga luôn hiểu rất rõ và đặc biệt là giờ đây khi ông Trump thắng cử, việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Stabba có khả năng đóng lại điều này đồng nghĩa với việc thế giới vẫn ở bên bờ vực một cuộc chạy đua vũ trang bởi không có cơ chế giảm leo thang nào trong quan hệ nga mỹ hay nga và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato về cuộc xung đột tại ukraine vấn đề đặc biệt nhạy cảm trong quan hệ hai nước hiện nay đang được bàn luận sôi nổi bởi tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ đồng hồ của ông trump chuyên gia ashinco nhận định rằng kế hoạch thành lập một khu phi quân sự cũng như bảo đảm cam kết trung lập của ukraine mà ông jadivans phó tướng của ông Trump công bố không có ý nghĩa thực tiễn bởi kế hoạch này không phù hợp với cả lợi ích của Ukraine lẫn Nga. Vì vậy, Nga không chờ đợi khả năng Mỹ làm trung gian hòa giải hoặc một bước đi nào khác ủng hộ Nga. Theo tiến sĩ Epsinko, trong tương lai Trung Quốc chứ không phải Nga mới là đối thủ số một của Mỹ. Ông khẳng định Mỹ và Trung Quốc sẽ có những vòng xoáy chiến tranh thương mại mới, những vòng xoáy sức ép mới lên các đồng minh châu Âu của Mỹ nhằm buộc họ phải ngừng quan hệ thương mại và nhất là công nghệ với Trung Quốc. Các lệnh trừng phạt vẫn là công cụ phổ biến nhất trong chính sách đối ngoại của ông Trump với Trung Quốc, Nga và Iran. Chuyên gia Ischinko cho rằng không nên dự báo cụ thể gì trong chính sách của Mỹ với Nga tới đây. Ông chỉ ra rằng nếu ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris thắng cử, thì giữa Nga và Mỹ còn có thể đối thoại về kiểm soát vũ khí tấn công, về bảo đảm an ninh chiến lược, còn với ông Trump của Đảng Cộng Hòa thì sẽ không có đối thoại nào hết. Về trong Đảng Dân Chủ còn có những tiếng nói chống lại chạy đua vũ trang, chống lại phát triển vũ khí hạt nhân, còn có những người có thể muốn đối thoại. Trong khi Đảng Cộng Hòa thì đại diện là những tiếng nói như ông Marshall Billingsley, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Tiêu chung về những rào cản trong quan hệ Nga-Mỹ, chuyên gia Ipsinko cho rằng đó hoàn toàn không phải là xung đột ở Ukraine mà là sự thiếu niềm tin nền tảng liên quan đến việc cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của nhau ông ipsinko kết luận cho dù tổng thống mới của mỹ có là ai đi chăng nữa thiếu niềm tin thì không thể đối thoại bởi điều này vẫn là đặc thù trong mối quan hệ giữa hai cường quốc này